Cuộc sống khởi đầu từ những ước mơ, khao khát vì tương lai tươi sáng. 20 năm hành trình không ngơi nghỉ để ước mơ biến thành hiện thực. Chấp cánh cho thế hệ mai sau vươn mình ra tầm châu lục. Tha cô vững tiến vươn xa. Chúc mừng năm mới Xuân Đinh Dậu 2017. Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối ngày 27 tháng 1, tức tối 30 Tết, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.